nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, yêu tinh sẽ đến phá hoại khi ông tu tập Pháp Tam Ma Đẻ. Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông chưa được rõ nghĩa. Bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có biết chữ yêu trong tiếng Hán, được viết gồm bộ nữ bên cạnh chữ yểu, sống ngắn ngủi, có nghĩa là chết trước 30 tuổi các ông có thể hiểu rõ được nghĩa chữ yêu từ đó không cần phải giảng nhiều tóm lại người nào chết yểu sẽ trở thành yêu tinh chết yểu vì dục lạc khi ông tu tập tam muội định nó đều đem hết cả lũ đến quấy nhiễu ông mục đích của chúng như nó thường nói là ăn thịt đường tăng đường tăng tức là đại pháp sư huyền trang rất nhiều yêu tinh muốn ăn thịt ngài nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực của ngài nếu ông tu tập đạt được định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt ông cho bằng được thực ra nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu tôi sẽ hết sức chân thật trình bày cho quý vị được rõ mà chẳng giữ lại điều gì. Điều gì thực sự sẽ xảy ra khi tinh khí thần của ông sung mãn vì ông không nghĩ đến dâm dục. Những loài ma quỷ này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của ông Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông Nếu các ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn trai Thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của quý vị đi vậy quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa sẽ xảy ra quý vị sẽ nói phật pháp dạy cho tôi biết bố thí vậy nên tôi đem cả kho tàng của mình bố thí cho người khác thế thì tốt lắm trong tương lai ông sẽ chuyển thân thành loài ngạ quỷ quỷ nói khi điều đó xảy ra người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói đây này tôi trả lại cho ông một ít của máu để ông có thể thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ này Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả, hãy nghĩ kỹ lại đi. Kinh văn Nhiên bỉ chư ma, tuy hữu đại nộ, bỉ trần lao nội, như diệu giác trung, như phong suy quang, như đao đoạn thủy, liễu bất tương xúc. Nhữ như phất thang, bỉ như kiên băng, loãng khí tiệm lân, bất nhật tiêu vẫn, đồ thị thần lực, đạn vi kỷ khách, việt dịch. Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn nhưng vẫn còn ở trong trần lao, trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, trong khi ma vương giống như tảng băng, khi gần hơi nóng băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng đó chỉ là khách thôi rằng khi ông đạt được ít định lực trong công phu ma vương sợ hãi nên đến phá hủy nó không muốn ông đạt được định lực các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và tuy có oai lực lớn nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao nó bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng hoặc như dao chẳng cắt được nước nó chẳng làm gì được ông cả chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay động và chỉ như dao dù bao nhiêu lần chém nước nước chẳng hề hấn gì Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu tu tập của ông được ví như nước sôi, trong khi ma vương giống như tảng băng, ma vương được ví như tảng băng giá lạnh trong mùa đông, khi gần hơi nóng băng sẽ tiêu tan, cứng như băng, nhưng sức nóng của nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng tan chảy. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó nên nó chẳng bao giờ được gọi là chủ nó chỉ là khách chẳng ở được lâu nó không thể thành công trong nỗ lực quấy phá ông